Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2022 Chúng ta đi vô một cái chương mới của Thi Ca Thiền Cái chương này mình trích từ quyển thứ 5 của Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Và cái quyển thứ 5 này các vị thiền sư lại lấy cảm hứng từ cái nền tảng kinh văn đại thừa chúng ta đã học những bài thi kệ được sinh ra từ cái niềm cảm hứng của kinh hoa nghiêm kinh pháp hoa kinh di ma cật hôm nay thì cái niềm cảm hứng này nó được sinh ra từ cái quyển kinh viên giác đây là một văn bản kinh được gọi là tiểu hoa nghiêm nha. Tại vì cái sự mở đầu của Kinh Viên Giác và sự mở đầu của Kinh Quan Nghiêm nó có những nét tương đồng. Ví dụ như mở đầu của Kinh Quan Nghiêm thì nó có một cái phần đó là Đức Thế Tôn nhập định. Và cái định của Ngài nhập được gọi là Hải Ấn Tâm muội Và mở đầu Kinh Viên Giác thì Thế Tôn cũng nhập định nhưng mà cái định của ngài được gọi là thần thông đại quang minh tạng hai cái từ này thưa đại chúng rằng là có một cái nội hàm rất đặc thù thế là nếu chúng ta đi vô cái tinh thần kinh văn đại thừa các vị dần dần hiểu ra những cái tầng đại định của mười phương chư như lai an trú nó không gì ngoài đó là tự thể tâm bất động của ta. Dù cho đó là hải ấn tâm muội hay là thần thông đại quan minh tạng hay là lăng nghiêm đại định vân vân Nó đều có một cái nội hàm tức là nó đều có cái bản chất chung đó là thể tịch diệt niết bàn của tự tâm. Tự tâm này đó là tâm của mười phương ba đời chư như lai cũng là tự tâm của tất cả chúng ta nghe do vậy cho nên hai bộ kinh văn này mình nhìn vào trong đại tạng thì thưa đại chúng rằng là cái sự chú thích của các vị thiền sư trung hoa rất là nhiều vài ba chục tác phẩm viết về bộ viên giác này đành rằng một số nhà phật học thì bảo rằng đây là một quyển kinh không mấy gì chuẩn mực so với cái dòng kinh văn đại thừa tại phía sau nó có đôi phần nó hơi giống với cái văn hóa trung hoa đó là muốn tu một cái loại định gì một là samatha tama vấn đề ba là thiền na nhưng mà thiền sinh không biết là mình phải tu cái môn định gì tức là đi vào pháp hành trì gì thì thiền sinh ấy có quyền khấn trước tam bảo và bắt thăm giống như là chúng ta lắc xăm trước quan âm vậy và trúng một cái bộ môn gì thì chúng ta thọ trì bộ môn ấy do vậy cho nên các nhà phật học đại thừa cùng với một số các nhà phật học nghiên cứu về nikaya thì họ không bằng lòng điều này tất nhiên những cái sắc thái này thì chúng ta chưa cần bàn chúng ta chỉ cần bàn một cái điều đặc thù là khởi đầu của hai văn bản kinh đại thừa này nó có một cái nét gợi ra cho chúng ta để nhận diện rằng là mười phương ba đời chư như lai nhập đại định thì định ấy nó là tự tâm chứ không phải là định gì xa lạ cả có điều đối với các ngài thì tâm các ngài đã gạn lọc hết cấu quế phiền não còn đối với chúng ta thì tâm chúng ta nó tràn đầy những ưu tư phiền muộn các ngài vận dụng năng lực tu làm thành cái dụng của tâm đó là thần thông diệu dụng tam minh lục thông còn chúng ta thì cũng là cái dụng của tâm mà chúng ta lại không có trú được trong thể quan minh của chính mình do vậy nên cái dụng của tâm ta thì nó là tràn đầy buồn dẫn ghét thương khác biệt là ở chỗ gạn lọc được cùng không Tuy nhiên cái điều đang nói nơi đây đó là dù bạn có gặn lọc hay chưa gặn lọc gì thì cái bản thể tâm, cái cốt lõi của tâm ta không kháng gì mười phương ba đời chư Phật. Tức là tâm ta tương ưng với tâm Phật. Do vậy cho nên thiền sư họ trích rất nhiều những cảm hứng từ kinh viên giác để làm thành những thi kệ mà chúng ta học hôm nay. Dường như mình dịch khoảng 14 bài trong cái quyển thứ năm của thiền tông tụng cổ liên giao thông tập. thế là để làm một cái việc tra cứu và tìm học lại trong tương lai cho dễ. giống như chúng ta đã từng làm thì cứ mỗi một đoạn thi kệ. mỗi một cái phần trích dịch từ trong thiền tông tụng cổ thì chúng ta có một cái chủ đề riêng. ví dụ như chủ đề chúng ta vừa học vừa rồi đó chính là anh. chính bà. Thế là chủ đề hôm nay mình chọn cái tên gì đây? Để mai mốt có bị tìm. <laughs> có biết đó, nhưng mà đọc chưa ra thôi Cái từ này rất là lý thú nha. Cái chủ đề hôm nay chúng ta chọn để đi vô 14 bài học được trích từ niềm cảm hứng của Kinh Viên Giác. Có cái tên khá là thi ca, đó là lãng khách. Lãng khách và kiến chuyển dòng dài giới thiệu thưa đây chúng đây là cái chủ đề của một loạt những bài thi kể của các thiền sư được trích từ niềm cảm hứng kinh viên giác và ngay những cái chủ đề này thì ta thấy nó có một cái nén gì rất là bay bổng nghe phiêu bồng bay bổng mình lặp lại Thưa đại chúng là hôm nay chúng ta khai thác cái phần thi kệ này rất là lý thú. Mình nghĩ rằng là lâu nay mình bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Cho nên bữa nay đem những cái ngữ nghĩa này sử dụng. Nó mang cái sắc thái của văn hóa Nhật Bản nha. Văn hóa Nhật Bản. Cái từ lãng khách này họ dùng ở trong cái sinh hoạt văn hóa Nhật Bản rất là nhiều. Văn hóa Trung Hoa thì họ dùng cái từ là kiếm khách. các vị đừng nghĩ rằng đây là những loại chuyện trưởng, trưởng không <laughs> thiền sư ngày xưa họ dùng cái từ này và trong những thi kệ chứng đạo của các vị thiền sư họ cũng hay dùng những cái từ này để biểu đạt cái năng lực trí tuệ điều thứ hai biểu đạt cái khả năng là sống được với trí tuệ cho nên gọi là kiếm khách chúng ta nhớ rằng là ngày linh vân ngài có một bài thơ thiền sư linh văn các vị tìm đạo thiền sư linh văn nha tam thập niên lai tầm kiếm khách kỷ hội lạc diệp kỷ trừ chê tự tùng nhất kiến đào hoa hậu trực chí như kim bất cánh nghe ta đã mất 30 năm tìm cho ra cái anh chàng kiếm khách này tìm ra bao nhiêu lần lá rụng do mùa thu đi qua bao nhiêu lần cây trổ cành đơm lá do mùa xuân đến tức là qua mùa xuân mùa thu đi ngang thế nhưng mà ta vẫn không tìm ra con người đó cho thấy một hôm tình cờ nhìn lên thấy hoa đào nở này tự nhiên ta không còn nghi ngờ gì các anh chàng kiếm khách đang vác túi lang thang đầu đường cuối phố đang tìm canh anh chàng kiếm khách hóa ra kiếm khách chính là ta hàm nghĩa gì nữa đây thưa các vị tìm cho ra cái năng lực giác ngộ sắc bén nơi tự tâm để sống được với điều này để có thể thành đạt được đại định thành đạt được an lạc của niết bàn kỳ thực rằng là con đường lang thang vô định của những tiền sư ngày xưa không có gì khác ngoài cái việc nhờ những vị thiện tri thức khơi ngộ cho để cho mình tỏ ngộ được tâm gọi là thấy được tánh tội ngộ tâm tội ngộ tâm là tội ngộ cái gì đơn thuần một điều là nắm được pháp hành trì gọi là tội ngộ tâm nha. bây giờ thì vấn đề này nó trở thành quá ư là đơn giản tại vì chúng ta có nhiều phương tiện để học với các vị thiền sư của truyền thống nam truyền được các bậc thầy bắt truyền thấy được đường đi rồi khơi mở con đường chúng ta nương vào đó chúng ta nhận diện lại tự tâm ta rất ư là đơn giản thế nhưng mà ngày xưa thì cái vấn đề nó không như chúng ta nhất là đối với người việt chúng ta do vì kinh sách nó còn nằm trong hán tạng rất khó để đọc vào điều thứ hai là các bậc thầy chúng ta ngày xưa dường như là cũng rất hà tiện ngôn ngữ giải thích về vấn đề này làm cho chúng ta rất là bối rối tưởng như cái kho tàng kinh văn dành cho một số căn cơ đặc thù nhưng mà bây giờ thì tình trạng nó lại khác đi cái nguồn thông tin thư tịch rất giàu cộng với các vị thiện trí đã mở cánh cửa đại bi giải thích về con đường ngộ nhập phật tâm thưa các vị dường như nó rất là giản dị để chúng ta nắm bắt rồi các vị chưa cần gặp các bậc thiện trí và các bậc thiện trí thức cao vời có trình độ tu, tu chứng nghe gặp mấy ông thầy lơm cơm như thầy Phước Tịnh thì ông cũng có thể giải thích những điều để có bị sáng được con đường hành trì rồi thầy Phước Tịnh ông dùng chữ giảng dị hơn vô cùng nghe thế nào là giản gì cái tình yếu của pháp môn tu tình yếu của con đường nắm được vận mệnh mình tình yếu của người tìm được con người kiếm khách nơi tâm này để đột nhập thẳng vào phật trí đó Đơn giản vô cùng là nếu anh quan sát được mọi thứ thì mọi thứ đều là đối tượng đang bị anh thấy đâu phải là anh. Anh đích thực là cái thấy. Cái thấy này nó là một loại kiếm khách. Tại vì khi nó nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương thì nó là kiếm bé. Tại sao gọi là kiếm bé? Nó liền cắt đứt mọi buồn, giận, ghét, thương. Đơn giản vô cùng. Tại vì anh nhìn thấy mọi thứ anh tin tưởng rằng mọi thứ là anh thì anh chỉ có nước khùng mà thôi còn nếu anh bình thường anh thấy mọi thứ thì mọi thứ là cái bên ngoài anh không có chuyện lầm lẫn nào xảy ra được cả tôi thấy cái bàn cái ghế tôi thấy con gà tôi thấy con chó tôi thấy quyển vở mà nói rằng tôi là quyển vở tôi là con gà tôi là con chó thì thưa các vị bị mất bình thường rồi cho nên thưa các vị thấy buồn thấy vui thấy hờn thấy giận thấy lo âu, thấy bất an, thấy sầu thảm, thấy trầm cảm, thấy luôn những cái thất vọng não nề, thấy luôn những cái tuyệt vọng xảy ra nơi tâm thức, anh bạn chỉ cần nhìn được hắn, thì bạn đích thực là cái kiếm bé, cho nên ngộ đạo. được một cái từ khác người ta dùng đó là nắm được cái con người kiếm sĩ, và khi anh trở thành một tay kiếm sĩ thượng thừa rồi, thì cái chuyện cắt bỏ phiền não Phá vỡ vô minh Đoạn sạch lậu hoặc Nó không phải là chuyện gì khó khăn nghe. Chỉ cần an trú nơi trạng thái tâm Đang quan sáng Thì bạn có thể làm cho đời sống mình Chấp cánh bay cao Đoạn sạch hết mọi lậu hoặc Không phải là chuyện khó Thế cho nên thưa các vị người xưa trong cái dòng thiền đấu ngộ họ đã dùng cái từ này chỉ cho cái năng lực ngộ đạo rồi. Lặp lại, ngộ đạo thấy tánh nghiệm ra được thể tâm chân thật không có gì lạ đơn thuần chỉ là nhận ra rằng anh là năng lực tâm bất động anh là tâm Phật chiếu sáng đang quan sát mọi thứ mọi đối tượng từ bên ngoài cho tới bên trong anh bên trong anh những cái như buồn như vui cũng là đối tượng đang bị quan sát những cái tôn tính của anh cũng là cái đang bị quan sát những cái tưởng tượng của anh cũng là cái đang bị quan sát những cái hồi ức của anh cũng là thứ bị quan sát những dòng chữ và thành ý niệm trong anh cũng là cái thứ đối tượng đang bị quan sát mà không phải là anh nghiệm ra điều này cái việc còn lại đó là người ta chỉ sống với điều này thành tựu giác ngộ chứ không phải là cái gì kiêu kỳ xa lạ cả do vậy cho nên nắm được điều này rõ rằng những chàng kiếm khách chàng kiếm khách này thưa các vị kiêu hùng một cõi cũng phong luôn một cõi, tại hắn rất giàu, hắn không có thành cả đầu đường cuối phố đi xin xỏ ai, không có chuyện sợ sệt bất cứ một thế lực nào nghe, không có sợ buồn, sợ giận, sợ ghét, sợ thương, không có sợ người ta nói trăng nói cuội, người ta thương ư, dính gì ta đâu, người ta ghét ư, dính gì ta đâu, ta sĩ nhục mình cũng không dính, thưa các vị, do vậy cho nên được gọi là những chàng kiếm khách tuyệt luôn. Những tay kiếm thượng thừa là như vậy. Thế nhưng mà cái từ của Nhật họ dùng trong cái văn hóa họ thì nó lại lý thú hơn nữa. Những chàng lãng khách nó hàm nghĩa rằng đây là những con người nội lực đủ đầy vác kiếm lang thang một mình một cõi và sống phiêu bồng như tảng mây thôi không nơi nào dừng trụ cả cho nên chúng ta lấy cái từ này đặt cho cái chủ đề chúng ta khai thác khoảng 14 bài học. Khá lý thú nghe. Khá lý thú. Anh thấy được đạo rồi. Cái điều dễ hiểu là đời sống anh nó phiêu bồng. Nó không có dính với những cái thứ như là này của này tiền, này vật chất phù vô, này tình cảm gắn bó cột trói chân anh này cái chuyện kính trọng cũng không kính trọng này cái chuyện là đồ tôn địa tử cũng không đồ tôn địa tử gì chuyện nó nhẹ như mảng mây cái chuyện có chút danh chút lợi cái chuyện sang cái chùa to phật lớn thôi các vị không phải là cái chuyện của thiền sư phiêu bồng lãng khách phiêu vòng phải là người cần làm quốc sư của triều đình cần làm một hòa thượng phương trưởng dạy cả ngàn chúng Thế nhưng mà cũng có khả năng vứt sạch mọi thứ. Làm tên ăn mài, làm tên hôm lét đường phố, lang thang lướt thước. Cái quan trọng không phải là cái chuyện thành đạt điều gì ở bên ngoài. Quan trọng là thành đạt cái bên trong nha. Cái bên trong là cái gì? Thưa các vị là thành đạt cái phẩm chất của một con người giải thoát. Cho nên chưa nói đến chuyện giải thoát hoàn toàn chứng nghiệm pháp thân cái chuyện rất là gần biểu hiện ra trong đời sống một thiền tăng đó là đời sống của ảnh rất là phiêu bồng không có dính chi với của cải vật chất lợi danh không dính chi với danh với lợi không có chức quyền cao trọng nào bắt được chân ảnh không có lời khen tiếng chơi nào làm cho sầu thảm bất an thế thì thưa các vị đây là con đường của những vị thiền khách ngày xưa khi họ nắm được pháp hành trì nghe đó là cái chủ đề Những bài học của chúng ta mình giải thích Để cho các vị cảm thấy Nó có một phần khá là lý thú Trong những bài thi kể thiền Thế rồi mình hỏi nhau không cậu Cái chuyện này là Chuyện văn học cho vui ư Không Chuyện này dành cho mấy thầy tôi ư Không Ta có quyền Tất cả mọi người chúng ta Đều có quyền đi vô Để liễu ngộ được tâm có quyền sống rồi sống phiêu bồng dù cho bạn đang là người quản lý một cơ sở rất lớn có một ngàn nhân viên ba ngàn nhân viên bạn đang là một nguyên thủ quốc gia công việc nữa dễ đầy thế nhưng mà bạn cũng có quyền ngồi trên ngôi báo nhưng mà coi ngôi báo đó như đôi dép rách điều này đã từng xảy ra cho những vị hoàng đế việt nam ngày xưa nghe như trần thái tông như vị quan lại nổi tiếng ngày xưa đó là như tuổi trung thượng sĩ và rất nhiều vị quan lớn của triều đình trung hoa ngày xưa khi họ nghiệm được đạo rồi họ đều sống khiêu bồng như thế này đó là những con người mang trên vai một gánh nặng của việc nước non thế là ta mang trên vai bao nhiêu gánh nặng vậy nhìn tới nhìn lui thưa các vị mình có gánh nặng gì đâu gánh một cái gia đình có nghĩa lý gì đâu gánh một nhóm chục đứa con cũng không nghĩa lý gì đâu nghe thưa các vị nếu người ta cảm thấy cái việc cấp thiết nhất của đời sống này đó là mạng sống này đó là cơn gió vô thường để nó đến nó lóc bạn đi đó là dòng nước lũ của cuồng phong của sóng biển nó cuốn bạn nó nhận chìm vào trong cõi tử sinh có những cái mà không hứa hẹn được đó là tuổi thọ của bạn, sức khỏe của bạn, sự may mắn trên đời sống của bạn không có gì hứa hẹn được cả. khi người ta nhận ra điều này rồi thì dù cho người ta có mang trên vai một ngàn gánh nặng thưa các vị nó cũng không nghĩa lý gì cả họ đặt xuống hết tại gánh nặng này không phải là gánh nặng của vật lý gánh nặng này là gánh nặng nơi tâm thức của các vị các vị tự cảm thấy mình là phải làm cái này làm cái nọ làm cái kia các vị cảm thấy rằng những u quẩn của lòng mình mình phải cứu an, bỏ nó xuống tội nghiệp. Cảm thấy rằng mình những Thiền muộn bất an của mình Nó cất từ ngày xưa tới giờ nó như của quý rồi bây giờ không nở nó thôi. Chứ còn nếu ưng thì bỏ cái cực có khó gì đâu. Dù cho ta có vinh vào cái cớ chi đi nữa cái ta có thương chồng, thương vợ, thương con vân vân, thưa các vị ta thương bao nhiêu thì cứ thương nhưng mà không ai thay ta thở hơi thở vào ra không ai thay ta ngứa cái đầu đừng nói là thở hay thở nghe ta ngứa ta phải tự gãi ta đói ta phải tự ăn nghiệp thức của ta tự sinh của ta ta hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ không có con ma nào nó chịu trách nhiệm cho các vị đâu mà ha đó là như vậy ha cho nên với người thông minh với người có năng lực học phải họ làm mọi trách nhiệm cần thiết tròn ân còn nghĩa với bao nhiêu người nhưng mà cái trách nhiệm với họ thưa các vị họ sống phiêu bồng hoàn thiện được cái phẩm chất giác ngộ nơi chính họ nó hai điều xảy ra điều thứ nhất họ sống được với tâm như vậy thì thưa các vị mọi việc họ làm trên đời đều là sự đóng góp đời sống của họ tự nhiên nó hài hòa với mọi người không xung đột không gây bất hạnh tuyệt vời hơn nữa họ có đời sống đạo như vậy năng lượng giác ngộ họ tu tập được như vậy thì thưa đại chúng rằng là cái sự có mặt của họ là sự đóng góp lớn rồi và quan trọng nữa đó là với người có tu tập như vậy sống được với tâm giác ngộ như vậy cái năng lượng lành của họ nó mời gọi bao nhiêu sự tương ưng của hộ pháp của thiện thần của những người bạn hữu rất ư là lành thiện đến họ nó tạo thành một cái từ trường để cho nuôi dưỡng mình trong pháp lành nuôi dưỡng người thân của mình trong pháp lành nó làm cho đổi thay luôn hoàn cảnh sống của mình luôn thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng đó là người ta đã 30 năm miệt mài tìm cho ra cái anh chàng kiếm khách nghe tam thập niên lai tầm kiếm khách là như vậy người xưa có khi không để hà leo núi, vượt sông, trèo đèo, tìm đến những vị thiện tri thức, mở con mắt tâm để thấy được pháp hành trì là như vậy. Có khi tham vấn mất vài mươi năm, ở vài chục đạo tràng để học, để tu, để mở cánh cửa tâm là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích. Đời sống ta nếu hiểu chút đạo thì ta có quyền làm lãng khách phiêu bồng. Lặp lại, không phải chuyện này nó dành cho vài người thông minh dành cho một số các thầy cô. mà các vị ai cũng có quyền nghiệm ra được chỗ này và đời sống như thế này thưa các vị nó tràn đầy cái chất thi ca của một đời sống. mình muốn nói điều gì nó tràn đầy cái sự thi vị của đời sống vô cùng dễ thương ta không có đến nỗi nặng nề đời sống ta nó không còn sự khác thèm nó không còn quá ư là chìm sâu trong cái chuyện buồn nhẫn ngát thương nghe mọi việc đến đi rất phiêu bồng nó là như vậy phải như vậy không khác nữa mới giải thích có bốn chữ thôi mà mất nửa giờ rồi đó nghe giờ đi vô một đoạn này để các vị thấy là mở đầu của kinh Viên giá vô cùng là lý thú tôi nghĩ rằng đã chúng đi vô cái văn bản kinh nguyên giác. phần đầu ngắn thôi mình vừa đọc lại thì cái bản dịch của hòa thượng duy lực trong thư viện hoa sen thưa các vị khá hay khá hay ngài khảo sát lại sự chú giải của thiền sư hám sơn để ngài dịch kinh viên giác do vậy cho nên cái bản dịch này rất ư là chuẩn mực để chúng ta đưa vào đây chúng ta đọc một đoạn ngắn các thiền sư ngày xưa không có thích dài dòng kinh văn Cũng không có buồn dạy một cuốn kinh làm chi đâu nghe Tại vì các ngài nghĩ rằng là điều đó không cần thiết Lấy một đoạn rất ngắn Làm thành cái niềm cảm hứng rồi Trong những câu kệ ông Đó là cái điều ông nói Ở nơi đây thì chúng ta chính đoạn này giải thích Để cho các vị đi vô Cái niềm cảm hứng Của những vị thiền sư trong suốt Một tuyển tập này chúng ta gọi là tuyển tập <laughs> mình dịch đâu có hết đâu dịch những bài mình thích thôi gọi là tuyển tập nha như thị ngã văn nhất thời bà và bà nhập ư thần thông đại quang minh tạng tam muội chánh thọ nhất thiết chúng sinh qua nghiêm trụ trì thị chư chúng sinh thanh tịnh giác địa thân tâm tịch diệt bình đẳng bản tế viên mạng thập phương bất nhị tùy thuận Ông thích đoạn ngắn vậy thôi rồi ổng tụng viết ổng làm bài tụng rằng và chúng ta giải thích đoạn này để đi vô pháp hành trì thôi. Lúc đó lúc bây giờ đức thế tôn chữ bà và bà này có nghĩa là đức phật nha bà và bà và đôi khi người ta dùng cái chữ bạc và phạm đó là dịch âm bagava giải thích từ từ chữ một cái chữ này tao hay dính là ba nhà ba hoặc là bạc nhà phạm các vị còn nhớ là có một buổi học mình trích ra một câu trong thiền thoại của ngài càn phong một hôm ông thăng tò ông nói một câu pháp ngữ rằng là thập phương bạc nhà phạm nhất lộ niết bàn môn các vị nhớ câu đó đó nha Mười phương chư như lai chỉ có một con đường niết bàn. Đây là câu mũ đầu nghe. Thế rồi ông hỏi câu, thế thì đầu đường ở chỗ nào? Mười phương chư như lai chỉ có một con đường niết bàn nhưng mà đầu đường chỗ nào? Thế rồi ông đưa gậy lên hoạch vòng vậy, bước xuống tòa đi vô vương trưởng ngủ, xong rồi đó, xong buổi thuyết pháp rồi. Đó. Tính ra nên học cái nghề của các vị thiện sứ nghe thuyết pháp cái kiểu thầy phước tịnh này có nước mà cháy phổi <laughs> thuyết pháp như thiền sư cao câu thôi hoặc là giọng tích trưởng hoặc hán tiếng hoặc là thập phương bạn nhà phạm nhất lộ niết bằng mô đầu đường chỗ nào vẽ vòng này bước xuống xong nói cái gì đầu đường niết bàn chỗ nào thưa các vị vừa cử gậy lên các vị vừa thấy ngay nơi đó là đầu đường nghe thế nào ngay nơi các thấy là đầu đường thưa đại chúng tất cả mọi hiện tượng vừa đập vào mắt các vị thì các vị liền thấy ngay trong cái thấy trong sáng tỉnh tại vô niệm không có tư duy không có buồn vui đơn thuần chỉ là thấy nhận biết đây là đối tượng bị ta thấy mà ta chính là cái thấy thì đấy là đầu đường đi vô cửa nước bàn tay tôi có đưa lên cũng lấy xuống nhưng mà các vị thì nó nhớ rằng cái thấy của các vị không vì tay tôi có cũng không mà các vị không thấy. Mắt các vị mở và nhắm. Thấy sáng và tối. Tối và sáng nó là đối tượng bị thấy. Còn cái thấy thì không bao giờ vắng mặt ngang. Các vị luôn nhận biết mọi thứ xảy ra. Mắt các vị luôn nhận biết mọi sắc màu. Tay các vị luôn nhận biết mọi âm thanh. Với năng lực nhận biết tròn sáng như vậy không có bóng dáng của buồn vui không có bóng dáng của sự phê bình suy nghĩ thì cái thấy này tương ưng với năng lực đi vào sự tu tập để đạt đến niết bàn thăm sâu hơn thưa các vị cũng cái thấy thế nhưng mà bây giờ đi vào chiều sâu thì các vị thấy người ta dùng cái từ khác hơn cái thấy gọi là chi cái năng lực nhận biết của các vị gọi rằng là cái thấy vô niệm nghe Thế thì đầu đường của Ngài Càng Phong nói là cái gì? Thưa các vị, ngay cái chỗ nhận biết của các vị đích thực là đầu đường đi vô cửa Niết Bàn. Và ta nên nhớ nhận biết. Nhưng mà vô niệm. Thế nào nhận biết vô niệm? Rỗng sáng tỉnh tại tự nhiên. Không có cái tư duy phê bình, không có cái lợn cận của buồn vui nào trong cái viết của các vị cả. Không có chữ nghĩa gì trong đó cả có chữ nghĩa là có phê bình còn này không thì thầm phê bình phán xét ồ dường như người này mình quen không biết đơn thuần ngang đó thôi không có nói người này người quen người này người dễ thương không có nói tại sao bông hoa này nằm ở đây tại sao không ai tưới không có sự phê bình chỉ là sự nhận biết rạng rỡ chói ngời vô niệm hiện tiền thì đầu đường niết bàn ngay chỗ đó cho nên thập phương bạc nhà phạm nhắc lộ Niết bằng môn câu đó được dẫn từ nhiều nền kinh văn của đại thừa nghe ở đây thì chúng ta nên giải thích cái từ này thế nào là bạc nhà phạm bậc tôn quý gọi là bạc nhà phạm điều thứ nhất là hữu đức thứ hai hữu danh văn và nó có rất rất nhiều cái nghĩa của cái từ bà nhà bà hay bà nhà phạm nghe thứ nhất là đức hạnh tròn đủ thứ hai là quy danh của ngài rất lớn thứ ba là có được năng lực tự tại thứ tư là đo nghiêm thứ năm là kiết tường và thứ sáu là tôn quý cộng tất cả danh từ này lại gọi là chứ gọi nhất là thế tôn là phật là một trong những quy đức của như lai như lai ứng cúng tránh biến tri vân vân và có một sắc thái người ta giải thích rằng là đối với cái văn hóa của ấn độ gọi đức thế tôn dường như nó hơi thiếu cung kính cho nên người ta dùng cái từ bà và bà trước hay là bà già phạm trước giống như gọi ngài xá lợi phật nó không đủ cái ý nghĩa của sự cung kính cho nên phải gọi cái từ là đại trí xã lợi phát thế thôi đây là đi vô lĩnh vực chữ nghĩa lang thang cho vui nhưng mà việc ta nói nơi đây nó là thế này thưa các vị một hôm đức thế tô nhập định mà định của ngài được gọi là thần thông đại quang minh tạng nghe bây giờ mình mới đi vô cái câu này đây nãy giờ lang thang chữ nghĩa cho vui cái thần thông đại quang minh tạng mà như lai đang nhập này nó cũng là thường tịch quan độ của mười phương như phật đầu tiên mình nói về cái nội dung định của như lai đang nhập đây thưa các vị một hôm đức thế tôn đi vào đại định và đại định này đó là cảnh giới thanh tịnh bình đẳng sáng sủa hay nói cách khác là đây là trạng thái niết bàn của mười phương ba đời chư như lai điều thứ nữa chúng ta nên ghi nhận điều này nhé đức thế tôn dù 49 năm hay là 45 năm thuyết pháp dù ngài đứng ngày đi ngài nói ngày cười ngày ôm bát khất thực ngài giảng pháp cho độ chúng ngài tiếp khách khi chư thiên đến hoặc là hoàng đế hoặc là cư sĩ hoặc là các vị đệ tử thưa các vị dù ngài có làm bao nhiêu việc nhưng mà ngài hằng trú trong đại định như thế này gọi là thần thông đại quang minh tạng đại quang minh tạng là gì là kho tàng phát sinh ánh sáng chói ngời chưa lúc nào tối tâm cả gọi là thần thông đại quang minh tạng là từ điều này các vị quy chiếu lại cái pháp hành trì, quy chiếu lại cách tu các vị thì các vị có thể thấy rằng mình có một phần thưởng được từ đại định của Như Lai nghe thế nào là thần thông đại quang minh tạng đây các vị. Khi tâm ta sáng bừng sự nhận biết mà không có bóng dáng của lo âu, của phiền não hoặc của thất niệm đi vô thì các vị đang trú trong thần thông đại quang minh tạng của chính mình thần thông đại quan minh tạng này thứ nhất nó không phải là chói sáng như ánh đèn mà chúng ta thấy nó là năng lực sáng của tâm đang nhận biết thôi gọi là thần thông đại quan minh tạng ta có quyền an trú nơi đó ta cũng có quyền làm công việc rằng là đi tới đi lui ngồi đứng nói cười vân vân mà lúc nào cũng đang làm người quan sát thì gọi rằng trú trong thần thông đại quan minh tạng của phật tâm điều này Dễ hiểu. Cái quan trọng là làm được hay không. Mà thôi nghe. Có thể. Nghe kinh. Hoặc là nghe mình giải thích. Thì cảm thấy rất gần. Và có cảm tưởng rằng điều này. Ta có thể làm được. Thế nhưng mà cái khó khăn của chúng ta. Đó là sao. Khi ra khỏi lớp. Tự nhiên mình quên mất. Tự nhiên cái chuyện. Hiểu được những điều. Từ kinh văn nói. Bài mất tiêu. Không có cứ được trong trạng thái tâm đang quan sát thì mình hỏi nhau tại sao, vậy? tại sao vậy tại bình thường mình có thực tập điều này đâu bình thường thì mình cứ hối hả cứ hướng ngoại cứ vận động cứ chạy ngược chạy xuôi chưa từng ngồi yên bình thực tập làm người đang quan sát tỉnh tại thế thì các vị làm sao có thể sống được với điều này cho nên đòi cái thời gian đòi cái công phu đòi cái niềm đam mê nhất định để các vị thực tập điều này nghe nói theo ngôn ngữ phật học đó là điều cần thiết của các vị phải làm để có thể trú được trong thần thông đại quan minh tạng của chính mình đó là lúc bình thường mình thực tập chánh niệm cái đã mình đi mình đứng mình ngồi mình nằm mình nói mình cười là cái việc của ai việc của hình hài việc của cái miệng nhìn qua ngó về là việc của con mắt nhưng mà cái việc chính của ta phải làm một kiếm sĩ sống đời sống phiêu bồng phải làm đó là chi luôn quan sát mọi vận động của thân luôn quan sát mọi lai động của thân đó là mức độ cản ấy. mà làm chưa được thì làm gì nói đến chuyện quan sát được những buồn vui đang đến đang đi chưa quan sát được những buồn vui đến đi mà cứ mỗi lần buồn vui đến đi thì mình cứ đồng nhất mình vào nó thì nói làm gì đến cái chuyện Đang đến cái chiều sâu là quan sát được từng dòng ý niệm đang tuần tuột ngang qua chưa quan sát được từng dòng ý niệm tuần tuột ngang qua thì làm gì có thể trú được trong trạng thái của thần thông đại quang minh tạng của chúng ta trú trong trạng thái này có hàm nghĩa rằng là luôn sống với cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết tỉnh tại hiện tiền vô niệm thế thôi rồi các vị nhìn ra đức thế tôn an trú trong thần thông này được giải thích rằng cái thần thông này đó là cái nơi chỗ trú của tất cả những chúng sinh sáng chói đẹp đẽ trang nghiêm bình đẳng không có phiền não vấn vương không lo âu phiền muộn nơi đó cũng là nơi của chúng sinh nha nhất thiết chúng sinh qua nghiêm trụ trì thị trư chúng sinh thanh tịnh giác địa cái nơi chốn này là nơi chốn thường trú của tất cả chúng sinh nơi đó đầy ánh sáng nơi đó đẹp đẽ vô ngần nơi đó thanh tịnh nơi đó là cái chỗ tổ cùng cái vùng đất yên bình giác ngộ của mười phương ba đời chư phật cũng là mười phương ba đời chúng sinh có mặt trên hành tinh này thị chư chúng sinh thanh tịnh giác địa đây là cái giác địa thanh tịnh của chúng sinh Tức là đây là cái cảnh giới trong sáng, thanh tịnh, vô nhiễm, không phiền não, không sinh tử của tất cả chúng sinh. Và nơi đó thì thân tâm của họ đều tịch diệt, đều lặng lẽ. Và nơi đó là cái nơi bình đẳng tốt cùng của mười phương chư Phật và chúng sinh đều giống như nhau. Gọi là bình đẳng bổn tế. Nơi ấy là nơi viên mãn tất cả công đức lành và trú được nơi đó rồi thưa các vị có thể tùy thuận hạnh lành của thập phương chư vị bồ tát tùy thuận hạnh lành của mười phương chư như lai tùy thuận những pháp phương tiện của mười phương chư phật hay nói cách gần hơn là nơi các vị trú được đó thì cái điều tự nhiên là các vị có thể hiểu được ngôn ngữ kinh văn của mười phương ba đời chư Phật giảng dạy về pháp hành trì đây là cái chỗ mười phương chư như lai trú trì cái chữ trú trì này nó hàm nghĩa là trụ nơi đó giữ gìn được điều đó nghe trú trì chứ không phải là làm trụ trì gì cả thập phương chư như lai trụ trì mười phương pháp giới chúng sinh Đều trú trong đó Tóm lại, thần thông đại quang minh tạng này, nếu ta giải thích một cách dễ hiểu nó là thế này. Bây giờ phải đi vào chữ nghĩa. Để cho các vị có thể nắm được cái đoạn đầu của kinh viên giác. Thì các vị mở bung được quyển kinh này. Thì các vị cũng mở bung được 14 bài thi kệ chúng ta sẽ học trong tương lai nha. Cái này gọi là mới mở đầu thôi này chưa đi vô bài thi kệ nào đấy thứ nhất mình giải thích về thần thông đây là thần thông đại quan minh tạng của đức như lai an trú và trong cái năng lực thần thông an trú này nó có những nét thứ nhất đó là nơi thường tịch quan của chư như lai thứ hai đây là nơi giác địa của chúng sinh Thứ ba, đây là nơi quang nghiêm của chúng sinh và nơi bình đẳng, nơi thanh tịnh và nơi viên mãn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đặc thù của thần thông Đức Thế Đô Nhập cho <laughs> mình giải thích. Giải thích điều này để cho các vị cảm thấy không có mặc cảm mình là chúng sinh nghe và giải thích điều này để các vị thấy rằng mình có phần mình có quyền đi vô cảnh giới này cái chữ nơi mình dùng đây nó hàm nghĩa là cảnh giới nghe nơi không phải là nơi trốn nơi trần gian này đây là cảnh giới của tâm chúng ta dùng cái từ này cho nó gọn tại vì bản mình nhỏ quá mình không có biết dài dòng nghe đây là cảnh giới của tâm, trạng thái của tâm, nơi chứng nghiệm của tâm. Thần thông đại quang minh tạng của Như Lai đang đi vào trú trong đỉnh ấy. Đó là nơi cái cảnh giới thường tịch quang của mười phương ba đời chứ Như Lai. Hay nói cái khác. Nơi đó là cảnh giới ánh sáng. Ánh sáng là chi? Thưa các vị, ánh sáng đó vô niệm. Ánh sáng đó không có đối tượng bị chiếu và quy chiếu lại để thể nghiệm để hành trì ánh sáng đó là ánh sáng tự tâm của các vị đang sở hữu đây nghe ta hình dung rằng là này mặt trời này mặt trăng này sao này Đang vân vân không chiếu được nơi đáy lòng của ta thế nhưng ánh sáng này thì nó thấy được từng cái buồn cái vui cái lo âu cái phiền muộn thế không phải ánh sáng là gì nó thấy được từng cái hồ sơ lưu trữ trong đáy lòng của các vị không phải ánh sáng là gì thấy được những cái niềm quẩn ức lâu đời cách đây 50 năm vừa trầu lên nó liền thấy không phải ánh sáng là gì thế thì thưa đại chúng rằng ấy là vùng giác địa ấy là vùng thường tịnh quang như lai cảnh giới thường tịnh quang của chư như lai ta tưởng chừng như cái chuyện đó nó chỉ xảy ra đối với a di đà đối với vị nào khác nhưng mà trong ta cũng có cảnh giới thường tịnh quang bất động nghe cho nên thần thông đại quang minh tạng Đoạn sau này chỉ là giải thích sáu điều này thôi. Nơi ấy, cảnh giới ấy là nơi thường tinh quan của mười phương thiên như lai. Nơi đó là cảnh giới giác ngộ của mười phương chúng sinh. Giác địa là cảnh giới giác ngộ nghe. Nơi đó làm thành cái chi? Làm thành ánh sáng, làm thành sự đẹp đẽ trang nghiêm của tất cả chúng sinh. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Tại vì thưa các vị, mình chưa tu ra bao nhiêu cả Tức là công mô tu mình có là bao nhiêu Thế nhưng mà các vị nghiệm được pháp hành trì Đi vô thực tập chút ít thôi Sống được với năng lực tâm đang quan sáng Thì các vị cảm thấy rằng là Mọi buồn vui không dính chi với các vị Các vị cảm thấy mình rất là tự tin Không biết sợ sệt Không biết lo lắng Không biết bất an Các vị cảm thấy là Mọi cái lợi danh trần thế Tự nhiên nó rơi rụng mà cái chuyện vui nhộn nhân gian tự nhiên nó không có chạm vào các vị được nó không có gì hút các vị được cả không phải là sáng sủa đẹp đẽ viên mãn tràn đầy phúc lạng ư thế cho nên thưa các vị cảnh giới này nó tự có nơi các vị nếu các vị thăm dò vô được trạng thái tâm đang quan sát hiện tiền thì điều này nó là một món quà tặng tự nhiên điều thứ tư bình đẳng bản tế bình đẳng hàm nghĩa rằng nơi đây là nơi tổ cùng nơi ấy ta và phật không có gì khác nhau cả hãy hình dung rằng bạn ở trên cái tầng tâm thức sinh diệt thì khác biệt với nhau tôi có nhiều ký ức hơn anh tôi có nhiều nỗi buồn hơn anh nhiều niềm vui hơn anh cái đầu tôi bén nhạ hơn anh nó chứa nhiều dữ kiện hơn anh còn anh thì do vì cái điều kiện học hành nó ít Do vì khả năng tư duy của anh hạn chế cho nên nếu đem một cái đống bùng nhùng của tâm thức hữu sinh hữu diệt thì ta hơn ta thua, ta giàu ta nghèo, ta kém cỏi, ta phiền não nhiều hay phiền não ít. Thế nhưng mà ngay cái trạng thái tâm luôn quan sát thì thưa các vị, vốn nó triệt tiêu sạch hết mọi thứ ký ức bên ngoài. Chỗ đó bình đẳng như nhau, Phật cũng vậy, ta cũng vậy, người trí cũng vậy người không trí cũng vậy thôi tại vì trí chẳng qua đó là ký ức anh gom góp được nhiều dữ kiện anh tôm góp lại anh làm thành một thư viện ở trong trái tim anh trong ký ức anh mà tôi thì không có cái thư viện đó tôi không có thư viện chữ nghĩa buồn vui gì cả tôi chỉ có một ánh sáng đang chiếu sáng thôi thế thì ánh sáng cùng ánh sáng hòa hợp không khác biệt gì nhau do vậy cho nên gọi là bình đẳng bản tế là vậy tôi không cùng sự bình đẳng là chỗ đó nghe nơi này, không có bóng dáng của buồn vui, của phiền hà, của giận dữ, của bất an, của ngôn ngữ thì thầm, do vậy, trong sạch hoàn toàn, như pha lê, như nước cắt, không có gì lợn cận trong đó cả. và cuối cùng, thưa các vị, nơi ấy, vùng trời ấy, cảnh giới ấy, tròn đầy, không khiếm khuyết gì cả, tam minh lục thông, đầy đủ trong đó do vậy đức thế tôn đi vào thần thông đại quang minh tạng trong thần thông đại quang minh tạng này lý giải cho chúng ta điều thứ nhất là tự tâm chúng ta đã có những phẩm tính này điều thứ hai mình hiểu được điều này rồi mình lấy đi cái mặc cảm của một thân phận chúng sinh điều thứ ba hiểu được điều này mình tin tưởng vào con đường hành trì tu tập của mình. điều thứ tư. hiểu được điều này rồi mình biết xử lý thế nào về đời sống của mình ngay hiện thời. hình hài này, buồn vui này, lo âu này, hoàn cảnh này. thưa các vị. mọi thứ đến với ta trong bàn tay của ta, trong điều kiện của ta, ta đều sử dụng nó để làm hoàn thiện được cái phẩm tính thần thông đại quang minh tạng đang có nơi hình này sinh diệt này thôi do vậy khởi đầu của kinh viên giá thưa các vị cái vị bồ tát khơi mở con đường để cho chúng sinh thâm nhập vào tu tập không phải là ai xa lạ mà chính là văn thù nghe ngài văn thù nhìn thấy đức thế tôn nhập vào thần thông đại quang minh tạng như vậy ngài liền bạch thế tôn xin ngài từ bi dạy cho chúng sinh dạy cho hàng bồ tát biết cái nhân địa tu hành điều thứ hai y vào pháp nào để hành trì điều thứ ba tu tập pháp gì ba điều mình ghi ra đây để cho các vị lần mò đi vào kinh viên giác giải thích thêm chút nữa là chép tặng bài thơ đầu tiên cái hồi hướng <laughs> thứ nhất cái văn thù khởi vấn ta nét thôi nhân địa phát tâm thứ hai nương vào pháp gì thứ ba là tu theo hạnh gì Thưa các vị mình lập lại đây điều này để cho đại chúng lưu ý nha kinh viên giá không dài lắm hơn ba ngàn chữ thôi thế nhưng được gọi là một văn bản kinh các vị thiền sư vô cùng ngưỡng mộ vô cùng yêu thích và họ chú giải văn bản kinh này nhiều lắm nghe chúng ta ở việt nam cái điều kiện mình thăm dò vô kinh văn này dường như mình chỉ có biết nguyễn kinh di đà thôi tụng hoàng quyển thôi không buồn đọc vô những kinh khác may mắn thay là có hòa thượng Thiện tịnh ngày dịch kinh pháp hoa cho nên chúng ta cũng hè nhau tụng pháp hoa và dường như những đạo tràng mở ra trong công trình tu tập thì có khi ta không tụng kinh nữa mà ta tụng lương hoàng sám từ bi thủy sám vân vân thưa các vị dường như chúng ta lạc lối trong cái con đường hành trì trong khi các vị chỉ cần làm một việc đó là tụng là những văn bản kinh đại thừa không phải là các vị tụng theo một đại chúng là đánh bỏ cho nhanh tụng cho bao rồi đó không cần các vị tụng một mình thôi các vị ngồi trầm tư đọc đoạn các vị khép lại thiền tọa công vô thưa đại chúng rằng ngày xưa mình từng tụng kinh một mình như vậy rất nhiều năm nghe mình không có tụng theo đại chúng nhưng mà mình vén lén mình đọc kinh bằng cái cách đó vừa tỏ thiền vừa tụng kinh đọc đoạn ngắn thôi không cần đọc hết một phẩm và đoạn nào lý thú thì mình cứ đọc đoạn nó đọc tới đọc lui thôi và cái chuyện mình dẫn ra đây thưa các vị đây là một văn bản kinh được khởi đầu bằng một đại trí bồ tát văn thù được gọi là vị thầy của bảy đời chư như lai chứ không phải một vị như lai nghe tỳ bà thi thi khí tỳ xá phù câu lưu tôn câu na hàm ô ni ca nhiếp và thích ca văn dường như ngài là thầy của bảy vị đó đành rằng những cái điều người ta nói nó là một ẩn ngữ tại sao thưa các vị vì không có vị như lai nào tu thành đạt sự nghiệp giác ngộ mà không được dắt dẫn bằng năng lực trí tuệ. Do vậy cho nên gọi Ngài Văn Thù là thầy của bảy đời Đức Phật là như vậy. Và trong văn bản kinh này, thấy thì thường nhưng mà cái người khởi đầu đặt câu hỏi thưa các vị là Ngài Văn Thù nghe. Rồi chúng ta lại gặp những cái những cái duyên khởi của những kinh văn đại thừa khác như kinh pháp hoa thì duyên khởi là ai đành rằng a dẫn đa tức là bồ tát di lặc thế nhưng mà vẫn là ngài bồ tát văn thù làm duyên khởi để có mặt kinh pháp hoa thế cho nên văn học đại thừa không đơn thuần là một nền văn học mang cái tính siêu dĩ thần kỳ mà nền văn học đại thừa đặt nền tảng căn bản trên năng lực trí tuệ đây là cái điều nhân cái Nhân cái khởi đầu kinh mình nói một chút Lây lan qua rất nhiều phần Ba vấn đề này Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật Là cái nhân địa phát tâm Tức là cái nguyên nhân ban đầu Từ đâu Đức Thế Tôn phát tâm Điều thứ hai Ngài nương vào cái pháp gì Để có thể chứng được quả chánh giác Điều thứ ba Ngài tu theo hạnh gì Để viên bản được quả giá ngộ Ba điều này rất là quan trọng Và làm thành cái nền tảng cho tất cả những các vị bồ tát và những pháp hành trì đức thế tôn triển khai nghe thế rồi đức thế tôn giải thích một đó là cầu pháp đại thừa hai đó là trụ nơi chánh pháp điều thứ ba là không đỏ vào tà kiến mình giải thích ba điều này để các vị thấy cái con đường tu của Đại Thừa. Điều thứ nhất, cầu Pháp Đại Thừa là chi? Thưa đại chúng rằng là có hai tầng nghĩa giải thích về điều này. Đó là mở đại tâm vì người. Làm mọi việc trên cái nền tảng của từ tâm, của bi tâm cho nên gọi là cầu Pháp Đại Thừa. Ngoài hai cái từ và bi này, làm nền tảng nó còn có một phần rất là quan trọng nữa nói theo ngôn ngữ thiền sư đó là tinh tâm là tinh đại thừa nghe ngoài thì hướng về quả bồ đề làm mọi thiện sự tu lục ba la mật làm thành ba la mật tròn đầy để viên bản đức viên bản hạnh viên bản công vô tu nhưng mà bên trong thì liễu ngồi được tâm cho nên thưa các vị ba phần này gom lại được gọi là cầu pháp đại thừa điều thứ hai trụ này chánh pháp là chi Thưa đại chúng rằng là người cầu Pháp tu tập có hai phần chúng ta nên lưu ý nha. Phần thứ nhất đó là thông giáo ngôn ngữ kinh văn lời dạy của những vị Phật trong quá khứ Phật hiện tại và chư vị Bồ Tát thưa các vị đối với người muốn trụ nơi chánh pháp để tu tập thì họ phải có một cái trình độ nhất định đối với sự hiểu biết chánh pháp đây là điều thứ nhất trụ để chánh pháp mà không thì chúng ta tu nhưng mà chúng ta theo tà pháp nghe điều thứ hai ngoài sự liệu đạn giáo nghĩa có một phần quan trọng là mình phải thông thạo ba pháp hành trì một là một là chỉ hai là quán ba là thiền thưa đại chúng rằng là kinh viên giác các vị Bồ Tát đều khai triển ba phần này thôi chỉ quán và thiền ba điều này mở rộng ra thì nó là như vậy nhưng mà với cái nhìn của thiền giả thì thưa các vị nó gồm hai phần thôi một là định hay là tuệ đi vô trong cùng một pháp hành trì thì được gọi là chỉ quán và thiền thôi đây là hai nét muốn trụ trong chánh pháp hành trì thì người ta phải làm cái được nghe Thậm chí, thậm chí lịch kiếp bồ tát tái lai đi vào con đường tu tập không phải học chánh pháp không họ phải học thế pháp các vị nên nhớ điều này nghe ngoài chánh pháp còn học thế pháp nữa đây là mình nói lang thang về trụ đi chánh pháp và chúng ta đừng nghĩ cái chuyện này đó là chuyện xa vời cũng mang bồ tát tái sinh để học chánh pháp để tu tạm nghe chúng ta đều có quyền làm điều này tại sao thưa các vị khi trình độ tri thức mình nó vươn đến một cái chiều kích nào đó thì khả năng hiểu biết phật pháp của mình nó tương ứng với chiều kích ấy đó là mình nói về tử tu nghe rồi trình độ tri thức của mình ở cái chiều kích này thì mình mới có khả năng thân thiện giảng giải tán động lây lan đến những người cùng một cung bậc với mình và thấp hơn mình cái điều dễ hiểu nhất là khi anh có trình độ đại học thì anh có quyền dạy abc được thế nhưng mà anh chỉ có trình độ abc thì đừng hồng dạy đại học được nghe người lớn họ có quyền làm việc của người lớn và làm việc em bé họ có quyền ngồi xếp giấy họ có quyền ngồi dọc đất để chơi với em bé thế nhưng mà em bé thì nó không có khả năng làm công việc người lớn cũng như vậy thế cho nên thưa các vị học bồ tát đạo người ta không đơn thuần là học chánh pháp mà còn phải thông thạo thế pháp là như vậy nghe rồi mình chưa nói bồ tát <laughs> nói chuyện nhỏ gần thôi nói ông thầy phước Tịnh thôi <laughs> thưa các vị nếu ông đơn thuần chỉ sử dụng một loại ngôn ngữ đó là niết bàn là địa ngục vân vân thì những điều ông dạy Thưa các vị ông dạy tầng cao cho chư thiên nghe Chứ làm gì các vị nghe được Không giải thích Không ví dụ Không dùng một loại ngôn ngữ nó Tương ưng với đời sống tri thức của các vị Thì các vị làm sao nghe Các vị đọc nhiều kinh thích đi thú hơn Các vị nghe quý và thượng già Cách chúng ta chừng 50 năm giảng pháp Các vị có thấy Ồ, dường như nó rất là tối nghĩa Tại sao? Tại vì cái sự hạn chế nhất định của những người trước chúng ta năm bảy thế hệ, năm bảy thập niên nó khác biệt với chúng ta. Thế cho nên là một vị thầy lớn cơm bình thường thôi. Nếu trình độ tri thức của anh nó chỉ là ABC thì anh chỉ có khả năng nói cho người ABC. Nếu trình độ tri thức của anh nó tương ứng với lớp trung học thì anh chỉ nói trình độ ngang đó nếu trình độ tri thức của anh nó đạt đến cái ngưỡng cửa đại học trên đại học thì anh có quyền nói cho những người cùng một tần số với anh thấp tần số hơn anh và dạy được cho những đứa bé mới tập tỉnh đi vào chùa tu được nó là như vậy như người lớn có quyền làm việc em bé nghe cho nên bồ tát không phải học chánh pháp mà học thế pháp mình làm lại không phải là bồ tát mới làm điều này chúng ta là người tu phật cũng phải làm điều này Tại sao? Nên nhớ rằng là cái cộng đồng tu tập càng lớn bao nhiêu thì nó càng mang đến an lạc cho ta, cho người bấy nhiêu nghe. Các vị giúp cho một người có niềm vui, giúp được một người họ hưởng được hương vị chánh pháp, tưởng chừng như là người đó vui, không, mình vui hơn nhé. Giúp được một người vượt ngang qua nỗi khó khăn, thưa các vị người ta vui thì ít, hạnh phúc thì ít mà các vị là người hạnh phúc nhiều hơn cho nên Bồ Tát không ngại ngần chi lăn xả vào đời là mọi công trình cần thiết là như vậy nghe điều thứ nữa rất quan trọng ở đây đôi khi thưa các vị cái chuyện tu tập đừng nghĩ rằng chỉ tu cho ta không có lợi cho người hoặc nghĩ rằng là làm lợi ích cho người không mang lợi ích đến cho ta không chưa bao giờ trên tầng gian này có cái gì gọi là phiên phiến một phía cả một góc độ cả nó luôn có sự tương tác nhất định làm cho ta là làm cho người làm cho người cũng là làm cho ta tự lợi cũng lợi tha mà lợi tha cũng là tự lợi nghe hai điều này dường như chưa bao giờ rời nha đây là điều mình nhắc lại để cho các vị biết rằng là ba yếu nghĩa đức thế tôn khai triển đầu kinh viên giác ngài bảo rằng là muốn thành đạt được con đường tu tập chứng nghiệm niết bàn phải làm được việc thứ nhất cầu pháp đại thừa việc thứ hai trụ nơi chánh pháp hành trì điều thứ ba nó như một hệ quả tất nhiên đó là khi năng lực học hỏi chánh pháp dâng lên khi năng lực tu đủ vững vàng rồi thì các vị sẽ không lạc vào tài kiến tài kiến này nó có nhiều tầng tài kiến cấp độ cạn nhất là chấp rằng thân là tôi buồn vui là tôi nghĩ suy là tôi linh hồn là tôi đây là loại tài kiến trong giáo pháp của thinh văn thừa đã triển khai rất rõ rồi nghe tài kiến càng ngày càng sâu hơn thì thưa các vị có thể trên đường tu mình lạc vào cảnh giới ma do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi học chánh pháp nghiêm túc sự hiểu biết của mình càng ngày càng rộng càng sâu thì cái con đường tu Thưa đại chúng rằng cái vị đón phiền não không phải bằng cái công trình của cực nhọc không phải bằng cái công trình của vận dụng hành hạ nhau về cái điều kiện tu tập bên ngoài đón tà kiến, đón phiền não, đón khổ ưu bằng năng lượng trí tuệ của các vị quán chiếu thì các vị có thể làm cho trong một chốc tay này sạch nhắn mọi loại phiền não chứng nghiệm được ăn là thường trú ở trong đại quan minh tạng tịch diệt của mười phương chư như lai đây là mình giải thích cái phần đầu làm niềm cảm hứng để cho các thiền sư họ viết một cái bài thi kệ mà chúng ta sẽ chép tặng cho nhau trước khi hồi hướng. Dẫn nhau đi lang thang mới có mở đầu kinh viên giác ta đã nghe. Mình định là mở đầu thêm một bộ nữa đối chiếu. Đó là mở ra cái văn bản kinh, cái văn nghiêm. Thế nhưng mà thấy sao dài quá. Hết giờ rồi. <laughs> cho nên nói một chút vậy thôi để cho các vị thấy rằng kinh văn đại thừa nghe chừng ghê gớm nhưng mà không có gì lạ ngoài cái việc liễu ngộ được tâm thì đi vô dòng kinh văn đại thừa một cách rất nhẹ có khó gì đâu tại mình không chịu học nó thôi giờ <laughs> dạ, mình xóa này nghe hy vọng rằng đã chúng lên trên thư viện hoa Sang các vị đọc cái phần đầu của kinh viên giác và thượng di lực ông dịch rất hay rất hay và bằng những cái điều mình dắt dẫn các vị thì các vị đi vô các vị đọc các vị sẽ thấy rằng là rất là lý thú nghe thế là mình cũng phải chép một bài thơ tặng cho nhau chứ vấn đề của chúng ta nói cho nhau nghe đó là những lãng khách siêu bồng mà 14 bài giờ thì mình thử học bài đầu bài ra sao mình chép bản dịch thôi bản dịch đó là đông tây nam bắc nước mênh mông hai bài mình quên ghi vị thiền sư nào viết vì sao cung cấp cho các vị thế nhưng mà đọc hai bài này trước đông tây nam bắc nước mênh mông châu sắc không sừng chìm biển đông nghìn mắt quan âm nhìn đâu thấy cưỡi ngược phật điện vào tăng đường vào tăng phòng đi cho nó âm vận đấy cởi ngược phật điện vào tăng phòng mình đọc lại đông tây nam bắc nước mênh mông trâu sắc không sừng chìm biển đông nghìn mắt quan âm nhìn đâu thấy cưỡi ngược phật điện vào tăng phòng gương xưa chiếu sáng giữa trời trong thị phi đẹp xấu thải dung thông núi sông mặt đất y như cũ ngại chi lãng khách cứ phiêu bồng mình dịch cái bài này xong rồi mình thấy cái chủ đề của những bài học chúng ta nên lấy cái chủ đề này cho nó có tính chất thi ca <laughs> hãy làm lãng khách phiêu bồng mình giải thích vài ba điều nơi hai bài kể này còn có mấy phút thôi nghe kể nó các vị nhìn hai câu này các vị thấy rằng là nó có một cái sự trùng hợp với nhiều cái đoạn ngữ thoại thiền á mình kể một đoạn ngữ thoại thiền rồi các vị đối chiếu vào đây thì các vị thấy điều này nó vô cùng dễ hiểu có một câu chuyện nó khá là lý thú đó là con người kia bằng muối hắn sinh ra giữa nhân gian này và cái điều vô cùng thắc mắc là hắn không biết hắn từ đâu sinh ra Thế là chết rồi hắn cũng chẳng biết hắn đi về đâu cái nỗi ám ảnh này rất là lớn và một đời hắn chỉ dành một cái niềm đam mê là làm thế nào giải quyết cho xong câu hỏi này thì mới an lòng còn không thôi cứ rủ rượi cứ ngồi rầu rĩ thế rồi hắn đi hắn gặp một vị thiện trí ông nói ồ dễ mà bài cho người sẽ biết người từ đâu tới mà người đi về đâu thôi đây người có thấy biển bên đâu không dạ thấy bây giờ người lội xuống biển đi thưa các vị rằng hắn lội xuống biển mới vừa thò chân xuống mọi người giống bằng muối cho đó thò chân xuống chưa tìm được cái gì đó muối rã là cục hết hai chân hắn bò lên và hắn lầu bầu hắn chửi cái vị thiện trí này ông hại cho tôi bây giờ tôi thân tàn ba dạy rồi tìm chưa ra tôi từ đâu tới, và cũng chẳng biết tôi mất rồi tôi đi về đâu, bây giờ tôi trở thành người tàn phế, bây giờ ông thường tôi đi, ồ, oh, ta nghĩ rằng là bây giờ ngươi đã thành người tàn phế, mà nếu ngươi cứ sống lây lắc như thế này, ngươi bò trên biển thì làm sao mà hạnh phúc được, thôi ngươi thử điều mạng đi, đi xuống biển hơn nữa là ngươi sẽ biết ngươi từ đâu tới, và ngươi đi về đâu, thế rồi nó leo xuống, mới vừa leo nó cục lên tới chỉ còn là cái nửa hình thôi nó quảng hồn không bò lên mà hai cái tay nói chết chi mà hồi nãy tôi đừng có dạy khờ nghe lời ông thì tôi còn có thể sống sót được bây giờ nó cục hết hai cái chân đi không được còn hai cái tay giờ làm sao thưa các vị cái bậc thiện trí kia bảo rằng dù sao thì ngươi cũng đã tàn phế rồi bây giờ nếu ngươi cứ lây lắc cuộc đời thì không lý thú gì đâu thôi giờ nghe lời ta thử ném hẳn cuộc đời ngươi xuống biển này ngươi biết ngươi từ đâu tới và ngươi sẽ về đâu và thưa các vị nó trù trừ nhưng mà cuối cùng phải liều mạng thôi tại vì còn đường nào khác đâu cho nên bò luôn xuống biển thế là chúng ta hỏi nhau là hắn biết hắn từ đâu tới không hắn biết hắn đi về đâu không thưa các vị hắn biết rõ ràng rằng ta từ đại dương mênh mông ta hiện ra trong cuộc đời này và khi trở lời này bằng muối tạm thời thì ta lại trở về với đại dương mênh mông ta không phải là con người muối ta là đại dương mênh mông nơi này nơi bờ bên kia trên bờ biển và dưới đáy sông nơi nào cũng là ta cả đây là câu chuyện trâu sắc không sừng chìm miễn đâu nghe người khi con người muối kia hay là con trâu bằng muối kia cho nó dễ hiểu đi vào biển thì thưa các vị nhìn mắt quan âm thấy không à không lúc bây giờ chỉ còn đại dương thôi chứ làm gì có con người có ông A, có bà B, có con trâu, có con gì để nhìn thấy được đâu. Là đại dương mênh mông. Thế đó. Cũng như vậy nghe. Khi kiến chấp của ta còn nặng nề, ta thấy ta là hình hài chuyện gì phát sinh. Này buồn, này vui. Này lo âu phiền muộn. Này cơm ăn áo mặt. Này cái chuyện dục lạc trần đời. Thưa các vị, nó gắn liền rất phù du đối với cái hình hài vật lý này ta chăm chút nó như thế nào không biết nhưng mà cuối cùng rồi anh có đem nó theo được không không nó vốn là bốn đại hợp thành cho nên giữ gìn cho lắm chăm chút cho lắm kiếm những thứ ăn thiệt ngon cho nó ăn chọn những thứ ngũ dục đầy màu sắc cho nó hưởng thụ nhưng mà thưa các vị nó đều chống vánh đều mau tàn đều thói quá đều tàn lỗi đều đáng chán đáng gồm như nhau đều không có lý thú gì cả không phải kéo dài những xúc cảm vô thân nó lên rồi nó xuống và người ta chạy theo rượt đuổi những xúc cảm nơi thân bao nhiêu thì người ta càng cạn kiệt hình hài càng suy hoại càng chết sớm bao nhiêu có cái tên nào nó sử dụng cần sa ma túy mà nó có thể sống dai đâu không có cái tên nào nó ném đời sống nó vào những cái cuộc cuộc vui của tầng thế như rượu như chè mà nó có thể sống dai không không cho nên càng chấp chặt mình vào hình thể vật lý bao nhiêu thì nỗi khổ nó đến với người nặng bấy nhiêu thế rồi chấp rằng ta là những niềm vui nỗi buồn tu chẳng qua tìm chút hạnh phúc để đời sống mình nó đỡ cô đơn thưa các vị nó có thể dài hơn đời sống vật lý tinh tế hơn những cái thưởng lãm về đời sống hạnh phúc nơi nội tâm thưa các vị nó có thể kéo dài nhưng mà nó vẫn là những thứ sinh diệt phụ du không phải là anh Thế rồi lặn đến chiều sau Trầm tư Trong những dòng ý nghĩ Có thể viết sách, có thể làm những luận thư Và có thể viết thành một loại lý luận Để làm cho hành tinh con người điên đảo Thế nhưng mà tất cả điều đó thưa các vị Đều là cái bề cạn Đều là cái dụng của tâm Có điều cái dụng này nó đi hai chiều hướng nha Chiều hướng thiện Thì nó có thể làm tăng trưởng phước điền Sinh về cảnh giới lành chiều hướng ác thì nó có thể làm thành cái sự quỷ hoại quỷ hoại ta quỷ hoại người thưa đại chúng rằng điều này nó làm thành cái khốn khổ cho chính con người càng nhiều ý tưởng bao nhiêu thì càng khốn khổ lâu dài trong trường xa kiếp bấy nhiêu mà nó không phải à là anh nó vẫn sinh và diệt dù cho cái tác phẩm đó là tác phẩm tuyệt vời nhất viết ra bằng máu của tim bằng sự xúc động chân thành nhất nhưng mà thưa các vị nó vẫn theo giá trị thời gian nó còn nó mất Nó đâu phải là anh đâu Thế rồi cuối cùng thưa các vị Đạt đến chiều thâm sâu đó là cái năng lực tâm Đang nhìn được mọi thứ bên ngoài cạn cợt ấy Nó là cái dụng của tâm nó sinh nó diệt Thì anh lặng vào cái chiều thâm sâu là thế của tâm bất động Trạng thái nhận biết vô niệm Lúc bây giờ thì anh là anh văn minh Hay nói theo ngôn ngữ này đó Anh nhận ra anh là từ biện pháp giới tính từ năng lực tâm không có tên gọi năng lực nhận biết đâu có tên gọi nó là cảnh giới bất nhị nó là thể niết bàn do vậy cho nên nhận ra được điều này rồi giống như mình tan biến hết này buồn này vui tan biến hết những nghĩ suy chỉ còn lại một trạng thái tâm đang nhận biết rỗng sáng hiện tiền thì như cái ví dụ đó là anh trở về với biển mênh mông của Pháp giới mười phương chư Như Lai. Thể nhập vào thần thông đại quang minh tạng của Kinh viên Giác. Trở thành chứ? Trở thành tự tâm bất động vô sinh. Trở thành tâm Phật hiển tiên. Thế cho nên thưa các vị. Nam Bắc Đông Tây nước quanh mông có hàm nghĩa rằng cái biển Pháp tánh này không có biên giới. Châu sắc không sừng chỉ miễn đông. Tham nghĩa rằng, bạn thấu đàn được đạo lý, bạn trở thành một con người có năng lực vô cùng hùng mạnh và như cây kiếm bén đoạn sạch hết những ưu tư phiền bộ, như một con người sống giữa trần gian nhưng mà không dính chi với trần gian, như một con trâu không còn sừng và đi vào biển đông thì thưa các vị, tan biến vào biển pháp thân như lai do vậy cho nên nghìn mắt của như lai không thấy lúc bấy giờ ta là pháp tánh thân ngay đương thời ta buồn vui thì chư thiên còn thấy nghe ta nghĩ suy lo âu thì chư thiên ở những tầng trời cao hơn còn thấy dòng suy nghĩ của ta thế nhưng các vị không buồn không vui không nghĩ suy trạng thái tâm của các vị rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng thì không thần linh nào thấy được thinh văn có khi thăm dò không được đâu nghe chỉ có những vị bồ tát tương ứng với tầng tâm như vậy thì mới có thể nhận ra các vị đang tỏ thiền đó không thì chư thiên bích lối quỷ tốt không đường tìm diêm dương xóa sổ bắt không được nó là vậy cởi ngược Phật điện vào tâm phòng câu này là gì thưa các vị câu này là một câu thần chú có khi không cần nghĩa gì cả làm cho ta rất là bối rối nhưng mà cái quan trọng không phải là cái câu này quan trọng là hai câu này mở ra cho chúng ta pháp thành trì nghe đấy là bài kể thứ nhất bài thứ hai gương xưa chiếu sáng giữa trời trong thị phi đẹp xấu thải dung thông Hai câu này cũng rất là quan trọng. Khi tâm thể đang chói sáng hiện tiền, bạn là một cái mảnh gương mà mảnh gương ấy nói theo Ngài Lục Tổ Uy Năng không phải đặt trên đài gì cả. Đặt trên đài thì nó có vị trí, có chỗ nơi. Nó có hình thể, có diện tích rộng và, và hẹp. Thế nhưng mà gương xưa này, thưa các vị, nó chiếu sáng giữa trời trong có hàm nghĩa rằng cái năng lực tâm của các vị luôn an trú trong trạng thái quan sát thì lúc bấy giờ bao lớn vậy không có giới hạn của sự đo lường ở hình nay này và khi làm được điều này trú trong trạng thái tâm luôn tỉnh tại, luôn quan sát luôn sống với cái năng lực nhận biết như vậy thì thưa các vị này tốt này xấu này dở này hay vân vân thải điều rời các vị ra đi hết cho nên nó dung thông là như vậy Tự nhiên Con người đó không phải không biết tốt xấu Không biết dở và hay Không biết đây là người hiền cái dữ Nhưng mà tất cả những cái điều đó Thưa các vị nó trở thành Cái đối tượng bị quan sát hết Người tu không hàm nghĩa rằng là ù ù cà cà không biết chi nha Không đủ thông tuệ Để nhìn ra người này người trí Người này người ngu không Thế nhưng mà với họ dù phân biệt một ngàn cái đối tượng đến với họ nhưng mà họ luôn trú trong trạng thái tâm đang quan sát không bị dở hay buồn vui dẫn ghét không bị cái tâm đang phân biệt không bị cái dụng tâm phạm phu ấy dắt dẫn hay nói cái khác họ không hề đồng nhất họ vào những ý niệm đang phê bình phán xét người họ nhảy đến nỗi rằng là này buồn này vui có sinh ra trong họ thì họ vẫn tỉnh tại trong trạng thái tâm quan sát những buồn vui họ bén nhạy đến nỗi dù có mọi sự phê bình xảy ra nơi tâm thức họ họ có thể nhận biết nó rõ ràng như nhìn mọi hiện vật trước mặt họ mà họ không đồng nhất không mất mình vào những cái sự phê bình phán xét cho nên khi gương xưa chiếu sáng giữa trời trong tức là khi tâm các vị lặng lẽ trú trong trạng thái quan sát thì mọi thứ này không dính các vị mọi thứ này đều trở thành không mọi thứ này đều trở thành một cái năng lực giúp cho điều kiện tâm luôn chiếu sáng thôi núi sông mặt đất y như cũ người thấy được đạo rồi thưa các vị họ nhìn bông qua đất trời cỏ cây con người ra làm sao nhìn ra làm vậy vẫn như vậy thôi không thêm cái gì cả không bớt gì cả ta nghe tiếng chim kêu họ cũng nghe tiếng chim kêu ta ăn họ cũng ăn Ta ngủ họ cũng ngủ Ta đọc kinh họ cũng đọc kinh Ta nói năng họ cũng nói năng Thậm chí ta buồn ta vui Họ cũng buồn vui Thế nhưng mọi thứ trở thành đối tượng bị họ quan sát Còn ta thì ta Đồng nhất ta vào những đối tượng quan sát Khác nhau ở chỗ này Từ chỗ khác biệt nhỏ này Nó làm thành cái chi Làm thành cái sự phiêu bồng Của một lãng khách giữa thần gian Hoặc là làm thành một con người Đóng lụy Chìm liếm trong buồn trong vui trong hờn trong giận của thế nhân khác biệt do vì thấy được đạo hay khác biệt do vì anh có làm mảnh gương trong hay không hay anh là cái máy chụp hình khác biệt như vậy mà thôi tóm lại hai bài kể này cho chúng ta điều xét là cách chúng ta nghiệm ra được đạo cách thứ hai khi thấy được đạo rồi thì mở ra chúng ta cái con đường để chúng ta đi vào công phu tu tập cách thứ ba công phu tu tập chúng ta không hàm nghĩ gì nặng nề khó khăn mà nếu hiểu được đạo càng ngày càng tinh tế càng có công phu tu rồi thì các vị sẽ trở thành những người khách phiêu bồng trong cuộc đời này tỉnh tại nhàn hạ an lạc không quá nặng nề với hình danh sắc tướng không quá nặng nề với chuyện thị phi phải quấy không quá nặng nề với cái chuyện lợi danh và tất cả điều đó thưa các vị chạm đến các vị đều không đụng vào được nó như những giọt nước chạm vào lá sen tự rơi rớt hết không cố gắng gì cả mà tự nó không dính thôi dừng đây hết giờ rồi